Xin chào anh em. Ở trong video ngắn buổi chiều ngày hôm nay, mình đang soạn và kiểm tra các bước cuối cùng. Đây là những cặp loa trợ lời Bose 101 hàng bãi Mỹ xịn, hàng Made in USA. Tất cả những kiện hàng này đều do các bạn hàng của mình tuyển chọn và ship trực tiếp từ Mỹ về với tình trạng zin nguyên bản. Mình đã kiểm tra kỹ lưỡng. Trong những thùng hàng này là những cặp loa zin và còn khá đẹp. Buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ đóng gói luôn để gửi đi cho các đối tác của mình, các bạn hàng của mình ở tỉnh xa. Phía trong này mình soạn ra khoảng gần chục cặp. Đây là những cặp loa siêu đẹp, có thể nói là đẹp gần như mới. Ngay buổi chiều ngày hôm nay mình cũng sẽ đóng gói để gửi đi cho các khách hàng của mình ở tỉnh xa đã đặt hàng từ trước. Phía trong này mình còn khoảng gần chục cặp. Đây là những cặp loa siêu đẹp gần như mới, giống như những cặp phía bên kia. Bây giờ xin mời anh em chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc với cặp loa rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Bose hàng bãi Mỹ xịn này. Để có được âm thanh hay thì chúng ta nên có một cặp tụ cản lời xịn. Âm thanh nó sẽ hay hơn rất nhiều. Chúng ta nghe từ một chiếc âm ly Đờn Nông hàng bãi xịn với chỉ một mình cặp loa này. Đây là một cặp loa toàn giải, loa full range nên cho âm thanh rõ nét hơn rất nhiều so với các dòng loa thông thường. Sản phẩm này đặc biệt được người chơi audio yêu thích là bởi vì nó là dòng loa toàn giải. Ở đây mình có mở ra củ loa của một thùng loa để anh em có thể tham khảo phía bên trong. Đặc trưng của dòng loa Bose bãi hàng Mỹ xịn thì củ loa sẽ được xi mạ ánh 7 màu chính hãng. Phía bên trong bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa rất an toàn cho loa ngay cả khi chúng ta chơi với cường độ lớn. Cặp loa này có trở kháng 6 ohm và công suất cực đại lên đến 150W trên một thùng với phần vỏ nhựa là vỏ ABS chuyên nghiệp rất xịn. Mẫu loa này sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke, hỗ trợ tiếng trung âm và tiếng chép rất hay. Ngoài ra anh em cũng có thể trang bị cho các quán cà phê, quán ăn sân vườn, nhà hàng sang trọng, tiếng của nó rất hay. Trong dịp này thì Tiến Dũng lựa ra những sản phẩm siêu đẹp, có thể nói là đẹp gần như mới như thế này với mức giá rất ưu đãi. Mức giá thông thường là trên 4 triệu. Dịp này Tiến Dũng phục vụ với mức giá chỉ 4 triệu và khuyến mại đặc biệt tặng theo một cặp tụ cản lời của Đức xịn và 2 mét dây loa Bose hàng bãi Mỹ xịn để anh em kết nối trực tiếp vào dàn âm thanh giống như Tiến Dũng đang kết nối ở đây. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp vào âm đi hoặc kết nối trực tiếp từ loa chính truyền lên loa lời. Với mức giá đặc biệt ưu đãi và phần quà tặng đặc biệt và phần cam kết sản phẩm hàng bãi xịn với tình trạng zin của bản đẹp gần như mới như thế này, mức giá chỉ 4 triệu. Anh em quan tâm sản phẩm hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn theo một trong hai số điện thoại ở trên màn hình. Xin chào và xin cảm ơn.